Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một con báo con các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Hình ảnh của con báo con các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng màu cam để tô cho cái phần những cái phần đốm có trên người. Có bây giờ công ty mình đang tuyển con trai á, em có bạn giới thiệu không? Nhắn tin anh Phương. Tiếp tục, sinh năm 98 thì mình sẽ tô cho phần đốm trên thân mọi người nhé. Chị biết là đang tuyển con trai à? Ừ. Vẫn đang tuyển đây. Sao chả không tin thì ai biết đâu. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần lòng trong của tai mọi người nhé. Với màu sắc đó là màu cam. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng màu hồng. Màu hồng các bạn nhé, để tô cho cái phần báo đốm của mình. Mình sẽ tô phần tai trước nha. Đây là phần tai. Mình hơn rồi đi về nhà chồng. Mình sẽ gọi bút chì mọi người nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần tròng đầu của bà đốm. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần miệng các bạn nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần thân và phần chân trước mọi người nha. Thì mình sẽ tô lên phần bụng, phần mông và phần chân sau của báo con của mình nha. Hình ảnh báo con đang ngồi rất là dễ thương các bạn ạ, với hai phân loại màu sắc để mình hoàn thành cho cái phần báo con này của mình. Và mình sẽ bỏ bút chì mọi người nhé. Mình sẽ tô tiếp cho đến phần mông và phần đuôi của báo con nha. Và chân các bạn nha. Đây là phần chân và phần đuôi. Và mình đã hoàn thành xong cái bức tranh hình ảnh về con báo con đang ngồi rồi các bạn nha.
Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh rất là xinh các bạn này, được mình hoàn thành bởi hai phân loại màu sắc. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành những bức tranh hình ảnh của bà con này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Xin chào.